Xã Tân Diệp, huyện Đầm Dơi tổ chức trao tặng giấy khen cho hộ dân tự nguyện giao nộp bộ dụng cụ kích điện. Ý thức được tác hại của việc sử dụng bộ dụng cụ kích điện để bắt cá, ông Nguyễn Hoàng Thám, ấp Tân Trung, xã Tân Diệp đã tự nguyện giao nộp bộ dụng cụ kích điện có giá trị gần 20 triệu đồng. Để ghi nhận tinh thần tự giác trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã tặng giấy khen đột xuất cho ông Nguyễn Hoàng Thám. Cùng với ông Thám, hai hộ dân trên địa bàn xã cũng đã tự giác giao nộp bộ công cụ kích điện. Hành vi vi phạm phổ biến nhất hiện nay là sử dụng xung điện và cào điện. Thực tế, việc sử dụng xung điện để bắt cá ở vùng nông thôn diễn ra rất phổ biến. Đa số là nông dân tận dụng thời gian nhàn rỗi hay lúc không có việc làm để bắt cá kiếm thêm thu nhập, thực phẩm cho gia đình. Hiện xã Tân Diệp tiếp tục tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn tự giác giao nộp công cụ kích điện để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ngăn chặn tình trạng đánh bắt theo kiểu tận diệt nguồn lợi thủy sản. Cái miếng lưới đó anh